cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô mổ nha. Nếu các bạn thấy video hay thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Cho tôi tô mổ nha các bạn. Đủ chữ à? Đã đủ đéo đâu mà có này ngoài. Đủ đéo đâu. Thì đâu làm gì? Mình ngủ đây, mình vừa ngồi, mình vừa cây, mày sướng khờ. Cho mình xong phải đợi cái thằng đẳng nếu cái non thì chít mẹ nhà gì. Còn một video nữa. Đã đủ đéo đâu. Còn một video nữa. Rồi. Còn mấy? Thế không, mẹ không làm với cái máy nè nè. Rồi. Trừ cái pin quay được đâu. Thử vẫn quay. À đây quay được rồi đây. Thế phải mấy video nữa, mấy kia có mấy có bao nhiêu video mà. Mày đùa tao. Chứ gì mẹ nó con 2% nó tự tắt. Thế xóa đi xử. Xóa đi đâu kệ. Con bà phụ đi bài lấy mình xóa. Không lấy thì kệ cho mình quyết tự xóa. Bắt đầu mình xóa. Bố mày 3 phút bố mày tự xóa nó kệ mẹ. Sau đấy xóa kia lại tải lên cái thằng gọn rồi đâu được cái tự rồi. Kệ càng nhiều video. Nói mẹ ngủ của mẹ nha. Kệ. Kệ cái đéo gì xóa là cay được. Mày đéo gì chê được người ư. Nếu thích xóa là chê được người ư. À ừ. Vậy là mình à, bây giờ mình sẽ tiếp tục cái tô mổ nha các bạn. Ư cú tê. Một ba video nữa bước. Chả bước gì không mà. Nhưng mà anh Kiên nhớ hỏi mình. Trời. Anh Kiên nhớ hỏi mình. Hỏi mình cái trời. Nga làm nhẹ. Một cây. Mua cái đéo rồi. Bọn ơi, nó làm đồ rồi chúng mới bảo chứ. Mua cái chó gì. Mày cái con mày đi lắm rồi. Mày chỉ làm cái này thôi. Mẹ mày tô gầy à? Kỳ quả, kỳ quạch 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 à, kỳ quả. Mình đi việc cướp luôn. Chả thế gì không? Cho người tẩy phê. Bác Tuyển ấy. Rồi. Nay không thấy bác Tuyển ấy. Bác gì? Bác Tuyển là bác gì? Bác Trung. Đây. Bác Trung. Bác Tuyển là bác gì? Bác Trung. Nhưng bác Tuyển là bác gì? Bác Trung. Cái gì mẹ nói sai tiền cái gì? Tiền. Tiền. Mạnh à? Đeo được cái đứa non gì? Địt mày à mày, anh em nhà mày. Cái mẹ không anh em à, đi. 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 Mày, anh mẹ anh em gần hơn. Thì đi mẹ mẹ ở, mẹ ở đây, mày làm gì đây, từ Tết, giờ, à, từ qua Tết giờ mày không biết tên cái gì, cái mẹ mày đùa tao à.
Cái gì mẹ em? Nào nói cái điều gì? Từ trước đến giờ ta tới đầu ông Tuyền thế mà vẫn ư, vẫn nghe. Vậy là mình nhất tôi mà xong các bạn. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ dẫn cho tất cả các bạn tô mỏ nha. Nếu các bạn thấy video hay thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Tiền cái tiền rất mạnh à. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô mỏ nha các bạn. Tên giống ông thằng chữ sĩ. Tiền định. Ta cũng đã. Ra hỏi. Bố mày nhà bố mày không biết đấy chứ đi mạnh. Con của ông này đúng không? Chả thi thì không. Mẹ thế là bố mày là anh em ruột mi bác Tùy. Mẹ bác Tùy à? Tùy. Chúng ta quen rồi. Dần dần chứ. Rồi được luôn à? Chả được luôn không. Chả thế thì mẹ chả được luôn đi. Mẹ cái bắt tuyển ấy. À, đúng là. Mỏi cái đeo vậy. Ờ chờ mà làm gói cà phê đi ăn rửa sứ đả. Bố ở nhà. Rồi. Bố ở nhà. Cái bố ở nhà kệ mẹ. Vậy mình đã tô màu xong, nếu các bạn nghe cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Kệ mẹ chở. Mà uống chè đây cũng tẩy. Dạ uống chè. Chạc lắm. Uống gì hết. Thế. Dạ đi. Đi về. Đi mẹ có đeo giống. Dạ. Ở đây thì đeo quen. Đâu chạy vậy được. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô mồi nha các bạn. Ở đây đã đeo quen ngồi ở dưới đấy. Ngồi ở vùng cầu quen. Đâu mà chả đi. Ở đây xả nước nó yếu yếu. Yếu đéo rồi. Cái vòi cái đi mẹ nó xì cho mẹ còn vòi ấy cái xả nước đi yếu. Đéo trôi được kích. Đéo cho mẹ vặn kịch đéo đâu mà trôi cái đi. Đây chỉ đéo vặn. Cái đá. Cái nào đi sao mày vậy mẹ vặn kịch xem trời cô mẹ. Mùi vật chó nhẹ đéo gì cực chỉ đéo vặn kêu cái đéo chả biết đi bò kêu không kêu người yêu ơi. Ôi giờ nó con. Ôi mẹ quên ấy nhựa. Ôi các bạn. Ngược tỉ. Có em. Ôi giời ơi mỏi quá. Học văn hóa mới học gì đó. Dạ, chứ mà học văn hóa là học chủ nhất rồi. Sắp thi tốt nghiệp rồi.
Vậy là mình nhớ con màu sau nha các bạn nha. À thì sắp phải đóng tiền này. Xin chào.